Hey, chào mừng năm sau anh em, và chúng ta tiếp tục đến với tựa game Beta Saloon của VNG. Đây là hoạt động lạc lối vực sâu, một trong những chế độ gì nhỉ, hay gọi là hay nhất game thời điểm hiện tại này, nhưng cũng mang nhiều chúng ta nhiều thử thách và nhiều độ khó khác nhau. Nó phụ thuộc vào cái điểm vực sâu của anh em rất nhiều. Điểm vực sâu anh em càng khỏe thì anh em đi cái lạc lối vực sâu thì càng tốt. Với hai nữa, nó cũng phụ thuộc vào kỹ năng súng với cả những cái chọn bút của anh em nữa. Về cơ bản này, lạc lối vực sâu mình nghĩ là chắc là mọi người biết cách đi hết rồi đúng không? Đây anh em nhìn thấy đây, chúng ta sẽ có hai đội hình, đây có hai đội hình như thế này, hai con boss như thế này, và anh em sẽ phải lựa chọn ra hai đội hình làm sao nó phù hợp với từng con boss để đi với nhau. Đây ví dụ đơn giản như con này mình đang đi dở đây, mình đang sử dụng đội hình đây anh em, mình đang sử dụng đội hình với Scarlet, gì nhỉ, dâu và Ha Lan. Ở đây anh em thể nhìn thấy Scarlet mình đang dùng sục nha anh em nhé. Anh em có thể chỉnh sửa tổ đội bằng cách tạo lại đây. Đây anh em chỉ cần ấn lại tạo lại như này nhé, đơn giản đây, ví dụ mình đồng ý thì tạo lại anh em nhé. Đó, tạo lại anh em lần chiến đấu thì anh sẽ chỉnh sửa tổ đội nhé. Anh em có thể chỉnh sửa được súng, chỉnh sửa được nhân vật và vũ khí, cái này gần như là anh em biết hết rồi, chắc không phải giới thiệu quá nhiều. Đây ví dụ đơn giản nhé, đội hình này của mình con ở đây mình không muốn dùng Ha Lan, mình không muốn dùng Scarlet thì anh em chỉ cần ấn vào đây, ấn vào cái Scarlet này mình sẽ đổi sang một con khác, ví dụ sang con Sazha thì chẳng hạn. Đấy thì Sazha sẽ dùng này, hay đổi sang Chivo chẳng hạn. Đấy Chivo dùng này, hay là mình muốn dùng Chivo nó lại không muốn dùng cái khẩu này nữa mà Chivo dùng khẩu AK này, các bạn ấn vào khẩu AK này, nó sẽ đổi được. Anh em chỉ cần ấn tạo lại nhân vật, nó sẽ đổi cho những anh em, nhưng anh em nó sẽ đổi cho anh em những cái nhân vật hay là súng là anh em nó phù hợp với anh em nhé. Đó đấy, anh em bổ đổi ai đây em chỉ cần ấn vào nhân vật đó được này. Đấy, như mình đang đổi Scarlet này, đổi dâu này, hay đổi Ha Lan này, chuyển thành Gurukang này, đấy anh em sẽ đổi nó thành như vậy đúng không? Đó, có rất nhiều cách đổi để anh em có thể làm sao mà nó phù hợp, anh em lựa chọn ra một cái đội hình phù hợp và đi con boss phù hợp cũng được đúng không? Đó bây giờ đơn giản như mình đây, mình đánh con này chẳng hạn, đây mình chán đánh con đấy mình sẽ đổi con này, đội này sang đánh con kia, đội kia sang đánh con này cũng được anh em nhé. Đây mình sẽ ấn thẳng vào đây, nó sẽ mất luôn. Đây anh em sẽ chỉnh sửa tổ đội ở đây chẳng hạn. Đó, anh em sẽ chỉnh sửa. Đây, ví dụ bình thường mình để cho con Lina đánh con này nhá, nhưng bây giờ mình muốn cho con Scarlet đánh con này thì mình chuyển sang con Scarlet sang thôi, mình chuyển con Scarlet sang thôi nha. Đó à, do cái đường này nó khóa rồi à, do cái đường này nó khóa rồi nha, nhưng mà vẫn chữa tạo lại được, đánh được hết anh em nhá. Nào thôi mình sẽ cầm cái con này để đánh anh em nhá. À chiến thôi nha, mình sẽ tiếp tục lạc lối vực sâu. Với Scarlet thì các bạn ưu tiên chọn ở đây sẽ có cái cùng nộ lệ ảnh này. Đó các bạn hãy chọn cùng nộ lệ ảnh này, chuyên gia bất thường hoặc bậc thầy trường phái hoặc thần đèn ban phượng được. Nói chung các bạn thần đèn ban phước thì kích hoạt hết khả năng, còn bậc thầy trường phái thì cũng ngon, nói chung là chọn cái gì cũng được. Nói chung chị trong bài này nhé, đây ví dụ mình chọn thần đèn ban phước đi, do còn Scarlet của mình nó chưa full kỹ năng nên là mình sẽ chọn thần đèn ban phước thì nó mở ra full kỹ năng luôn anh em nhé. Nào đây mình chọn thần đèn ban phước này, đây, cường hóa vũ khí ấy. Rồi vì là Scarlet mà nên có thể chọn thần đèn nữa anh em nhé. Scarlet với cường hóa vũ khí chúng ta có thể chọn thần đèn ban phước được, nó giúp cho Scarlet tối đa được cái sức mạnh của bản thân mình. Đây ví dụ mình đang cầm Scarlet, tục thôi. Vậy là lạc lối vực sâu thôi, anh em chỉ cần biết cách chọn là được. Sau đó chúng ta sẽ chọn những cái gì mà nó liên quan đến cường hóa vũ khí, thần đèn ban phước và sở trường kỹ năng này. Đó. Sát thương kỹ năng chiến thuật tăng 40% này. Đây, bậc thầy trường phái này, này. Nó có cường hóa vũ khí này. Ồ, chơi kìa, gặp kỳ ngộ. Trong gặp kỳ ngộ nhé, thì anh em nó có thể chọn ví dụ anh em vào chọn chiến đấu này nhá, thì nó lỗi anh em có thể bắt đầu lại. Anh em cài đặt, anh em rời chiến đấu này, anh em chọn nhầm bút thì anh em có thể rời chiến đấu luôn, anh em đừng vào chiến đấu nhá. Anh em vừa nãy là anh em chọn nhầm bút nên là anh em chọn nhầm bút, anh em có thể chọn bắt đầu lại luôn được.
anh em chọn bắt đầu lại, anh em sẽ được chọn cái bút mà chúng ta mong muốn. Anh em đừng chiến đấu nhé, chiến đấu thì cho anh em sẽ không được chọn bút. Đấy, bây giờ nha. Vừa nãy mình chọn cái lần này tôi có thể chọn không nên mình bỏ qua, mình chọn cái hả. Đấy, thế được chọn bút. Được 3 chọn 1, cái kia nó anh em bắt anh em ngẫu nhiên, còn cái này nó cho anh em được chọn anh em nhé. Ngẫu nhiên thẻ chúc phúc tăng hiệu suất làm việc của tăng độ đóng đóng binh bị nguyền rủa. Đây mình không biết bình nguyên rủa là cái bút là cái gì nha. Đây mình vừa chọn đèn thần ban phước đúng không? Đây cường hóa vũ khí này anh em này. Đây lấy cái cường hóa này. Đấy, anh em có thể chọn độ khó và thường. Thường thì chắc là dễ đi hơn. Anh em cứ từ từ chọn chọn thường đã, xong rồi khó sau nha anh em nhé. Ưu tiên vượt ải trước đã. Anh em ưu tiên vượt ải trước đã nha anh em. Ưu tiên vượt ải trước đã. Ưu tiên vượt ải trước anh em nhé. Ưu tiên vượt ải trước đã nhé. Ưu tiên vượt ải trước đã. Cường hóa vũ khí với đèn thần ban phước. Đó, cái này không có này. Anh em tạo mới này. Lấy ưu tiên lấy tạo mới để lấy những cái bút mà chúng ta cần luôn lúc đầu nhá mẹ. Rồi vãi thật mẹ, cái điện thoại này nó bị vỡ màn hình, nó lag này, tôi cậy hết mẹ cái vỡ màn hình này ra bây giờ nó bị lag ở chỗ đấy kìa. Nếu ấn được vào chữ tạo lại cay thật sự nhá. Tự nhiên chọn cái bút vớ vào vậy. Chọn cái nút vớ va vớ vẩn nhỉ, tự nhiên chọn cái nút vớ va vớ vẩn. Tự nhiên chọn cái nút vớ va vớ vẩn mẹ, giờ hơi thật. Bật thầy trường phái này, cái này mình lấy nha anh em này. Bật thầy trường phái này, cường hóa kỹ năng này, gì nhở, cuồng ảnh lệ này, rồi đan thiên ban phước này, vẫn chưa bút được cái gì anh em này. Hơi này à, không qua không qua cày thật. Chọn cái bút dở hơi ý. Không kích hoạt được cái gì ở cái ải này, bó tay thật sự nhỉ. Lag khổ thật. Đây. Đấy, nó phải ấn vào đấy đi nha. Thần đèn đâu? Cường hóa vũ khí này, bậc thầy chuyên môn này,
cường hóa vũ khí này, chiến đấu này. Khổ mẹ, cái máy này nó bị vỡ cái màn hình chỗ này kìa. À quên, nó vỡ mà. Đúng, chính xác nó vỡ khi mình phải bóc cái lớp này ra là mình không qua được cái ải giờ hơi này. Không qua được cái ải giờ hơi này nhỉ, là mình không qua được cái ải giờ hơi này. Đúng là xấu hổ, xấu hổ không qua được cái ải giờ hơi này nhỉ. Xấu hổ nếu không qua được cái ải dở hơi này. Mẹ, cường hóa vũ khí đây, chưa thấy cái thần đèn đâu anh em ạ. Cường hóa vũ khí này, cường độ lại ảnh rồi, 6 cái cường hóa vũ khí rồi anh em ạ, 6 cái cường hóa vũ khí rồi. Chưa thấy cái thần đèn đâu để kích hoạt tối đa được khả năng của Scarlet anh em ạ. Đấy, bắn nó bạo rồi. Thối mồm rồi, đúng không? 6 trên 15 rồi. Cường hóa vũ khí đây. Đó, cường độ lệ ảnh này, 7 trên cái cường hóa vũ khí rồi anh em ạ. Tiếp vào đây này. Đi cái này mất thời gian nhất nha anh em nhỉ. Xong luôn đấy, cường độ lệ ảnh xong luôn đấy, cường hóa vũ khí bậc thầy trường phái này, thêm được bậc thầy trường phái này. Nhờ chưa thấy thần đèn đâu nhỉ, chọn thần đèn ban phước mà như được có đúng một ông thần đèn từ đầu ra, đúng hiếm thật anh ạ. Đập nhiên liệu mà không ăn thua. Đập nhiên liệu mà không ăn thua anh em. Không lấy thần đèn đôi anh em ạ.
không lấy thần đèn đâu nhỉ. Bằng tiếng thần đèn để sở led thì chưa kích năng hoặc tự hoạt được hết khả năng. Chọn lại chúc phúc nhỉ nhỉ. Vãi cả ông thần đèn, đéo đấy ông thần đèn đâu. Không thấy ông thần đèn đâu vậy. Đây à? Cho xin ông thần đèn nữa xem nào. Tìm cái ông thần đèn đấy chứ. Thần đèn rồi anh em nhé, đủ ba ông thần đèn rồi anh em nhé, đủ ba ông thần đèn đấy ạ. Nói chung đi này em vẫn cần kỹ năng kinh nghiệm nữa người nhỉ, đúng không? Đó, đủ ba ông thần đèn thì kích hoạt tối đa khả năng của nó rồi. Xong không bắn cái thằng như này đi, thằng nào đi thằng đấy đi. Đúng, thằng nào đi thằng đấy chứ đúng không? Đấy vẫn phải chọn đúng bút rồi nha. Bây giờ cường hóa vũ khí, tập trung lấy cường hóa vũ khí nha. Kỳ ngộ này, vào đớp kỳ ngộ nào, vào đớp kỳ ngộ nào. Tôi thấy bạn đang đánh nhau rồi. Đó, chọn bút cái là ngon luôn, đỡ phải bắt đầu lại anh em nhé. Chọn bút cái đỡ phải bắt đầu lại. À, nhận này luôn. Sở trường kỹ năng. Đây. Lấy cái sở trường kỹ năng cũng được. Cứ sở trường kỹ năng này, cuồng nộ lệ ảnh này, thần đèn này. Nếu mà đi đường thần đèn cũng được, anh em chuyển sang đi đường khác. Quá rồi. Chủ quan nữa, cái này nó dí anh em ơi. Thua rồi. Bắt đầu lại rồi. Chủ quan nữa, con kia là dí mất Scarlet rồi. Dí mất Scarlet là thua anh em nhé. Super high power snap!
Mẹ thua chứ lại không chơi được à? Đến đây lại không chơi được con này rồi. Đến đây lại không chơi được con này rồi. Đàn cờ đẹp này lại phải gọi con khác ra thay cho Scarlet rồi. Nếu Scarlet này không đi được nha anh em, thay tướng rồi. Có những ải không đi được bằng bằng tướng này anh em, đúng không? Có những ải thì lại con khác ngon hơn Scarlet. Thật sự quả khoai thật sự nhỉ. Nhìn quả khoai thật sự. Nhìn quả ải khoai thật sự. Có lẽ Scarlet chúng ta phải dừng lại đây và quay trở lại, quay trở về lại cầm một nhân vật khác em nhé. Khi mà anh em không qua chẳng hạn, đây ví dụ không qua chẳng hạn, chúng ta tạo lại. Đây ví dụ Scarlet không qua được ải 9 con này nha anh em nhé. Chúng ta tạo lại. Đó anh em tạo lại, tạo lại hết luôn. Lúc ấy anh em tạo lại hết nha anh em nhé. Anh em tạo lại, anh em chiến đấu anh em đổi được. Lúc ấy anh em sẽ đổi được Scarlet lên nhé. Anh em chỉnh sửa tủ đội, anh em không muốn Scarlet nữa mà anh em cho Eva vào chẳng hạn nhé. Súng đấy, đúng không? Anh em muốn Eva dùng Snip chẳng hạn. Anh em đổi súng cho Eva chẳng hạn. Đó, rồi, đây, dụng chờ này. Đây anh em muốn chuyển sang Eva chẳng hạn thì chúng lại đi lại từ đầu, đúng không? Chúng ta chọn lại cái bút khác, không chọn thần nén ban phúc nữa, chúng ta chọn luôn cái bậc thầy trường phái đi. Đó, chọn lại đấy, đấy là cái cách chọn lại anh em nhé. Anh em đi cảm giác nếu mà nó không hợp, đi con tướng nó không hợp không qua được, anh em chọn lại con khác đi, nó giờ nó hợp thì thôi nhé. Diva cầm sục thì cũng ok nhỉ. Diva thì có cái này clear map nó cũng nhanh. Và mỗi lần là một con thì khác nhau thì nó sẽ ra một cái map khác nhau như nhỉ, hay ở cái chỗ đó nữa. Không map nào giống map nào vậy nhỉ. Một cái không map nào giống map nào mới hay. Cái không map nào giống map nào nó mới hay. Được cái nhá, mỗi lần anh em tạo lại nó cái map của nó cũng sẽ tạo lại, không map nào giống map nào anh em nhá. Bậc thầy trường phái không map nào giống map nào đấy, đấy mới hay. Mỗi lần tạo lại nó sẽ chuyển một cái map khác cho anh em nhé. À, cái này thì mình biết chuyện của Nessus không hỏi nhiều, chúng ta đã được chọn bút luôn. Tôi không, ồ sai rồi. Đây nếu vào chiến đấu các anh em bắt đầu lại luôn. Đó. Anh em ấn vào chữ bắt đầu lại và nó sẽ quay trở lại anh em nhé. Đấy rồi anh em cứ cảm thấy con nào không hợp thì đổi thôi. Đội hình nào không hợp thì anh em lại đổi thôi. Cứ ok là được nha anh em nhé. Cứ ok là được thôi. Đi bao giờ lại qua được thì thôi chẳng hạn như vậy anh em nhé. Qua được ải là thôi thôi. Bậc thầy cường trường phái đấy, cường hóa vũ khí này. Đấy, mình đang lấy bậc thầy cường trường phái này. Thế thôi, cứ thế thôi. Có những cái ải mà con Scarlet không qua đâu, nhưng con Eva này qua được. Vừa đấy dụ mình dừng lại ải 9 chẳng hạn đúng không? Con này lại qua được đấy nhỉ. Thế hay. Thế buồn cười cơ. Đúng không? Có những con ải, những con đấy không qua được nhưng những con này lại qua được một cách dễ dàng. Đi đó giờ. We
có những thứ lại qua một cách dễ dàng. Cuồng nộ lệ ảnh nhá. Có những thứ ấy, con kia không đi được, con này lại đi qua được một cách EZ, thế mới ảo là ma chứ. Nhưng con này lại không có cường hóa vũ khí. Con gì nhở, con gì nhở, con con gì nhở, Eva này lại không có cái đấy nhỉ. Eva lại được cái dọn quá nhanh nhỉ. Như ra bù lại thì cái dọn nó quá nhanh rồi. Như ra không có đam boss nhưng mà được cái dọn quá nhanh nữa nha. Má không dọn được bọn này rồi. Không dọn được bọn này rồi. Không dọn được bọn này rồi. Hết giờ rồi anh em. Không dọn được bọn này rồi. Không dọn được bọn này rồi. Đấy, giờ anh em thích tạo lại con nào thì anh em cứ tạo thôi, đúng không? Anh em thích tạo lại con nào thì anh em tạo thôi. Nói chung là như vậy anh em nhá. Nói chung là kiểu vậy. Đúng không? Cái này thì tự đi nó nhàn hơn anh em. 287. À, thủ thuật nốt anh em nhá. Đấy, cái cách đi nó như vậy. Anh em cảm giác con này không đi được thì lấy con khác đi. Đi làm sao qua được thì thôi anh em nhá. Ok đây, clip này thì mình dừng lại đây thôi. Đấy. Lại tạo lại được, nếu cảm giác Eva không hợp chúng ta sẽ tạo lại đi nhân vật khác chẳng hạn. Đây ví dụ mình chiến đấu mình chỉnh sửa, mình cầm Alessio chẳng hạn. Đây Alessio chẳng hạn, Alessio thì bắt buộc phải cầm đây đó, bắt buộc phải cầm đạn pháo nhá, đúng không? Đó đấy, ví dụ mình cầm Alessio chẳng hạn, đúng không? Xác nhận này, chúng ta chiến đấu Alessio thì anh em bắt buộc phải chọn thần đèn ban phước. Anh em biết tại sao? Vì Alessio của mình chưa có cái gì cả. Đấy, nào thử xem Alessio đi cái này xem ok không anh em nhé. Đấy, thế thôi, cứ thế thôi. Anh em đi làm sao nó phù hợp là được, cảm giác nó ok là được. Alessio thì bắt buộc anh em phải cầm cái này rồi. Alessio bắt buộc phải ra đạn pháo nhé anh em nhé. Đạn pháo nhìn tù nhỉ. Đấy anh em nhìn đâu, ải một bên này đã khác ải một bên kia rồi đấy. Đấy, một cái vậy này. Đấy, sao lên lên tuyệt kỹ mạnh phết đấy chứ, đúng không? Con này bắt buộc phải chọn cường hóa vũ khí. LSO là mình có cường hóa vũ khí rồi nha. Anh em bắt buộc phải chọn thần đèn ban phước. Bắt buộc phải chọn thần đèn ban phước dành cho LSO anh em nhé. Phải lấy luôn ba thần đèn ban phước nếu anh em chơi LSO như mình nhé. Chuyện của Nasus không nói linh tinh này. Bạn chắc tiếng của Nasus chứ.
chọn bút này. Thiêu đốt, suy yếu, trọng thương, đóng băng. Đấy, mình có đóng băng, mình không có suy yếu, mình không có thiêu đốt. À, mình có thiêu đốt này. Suy yếu, mình có suy yếu đó, mình trọng thương với cả thiêu đốt, đóng băng đấy nhé. Tiếp tục chọn thần đèn thì thôi đây. Ra đèn thần ban phước thì thôi anh em nhé. Đấy, full luôn đèn thần đấy. Đấy, full luôn đèn thần đấy. Full kỹ năng dành cho Alessio đấy anh em. Nói mạnh được. Đấy, xong rồi đứng trong đạn pháo nữa. Đứng trong đạn pháo mà bắn nữa. Đùa, 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 đùa. Đùa, ấy rồi, đùa. Mẹ mày lên để bắn mấy quả pháo kinh phết đấy, sở trường kỹ năng. Sao chép kỹ năng trước đó tấn công à? Thử nha anh em nha. Thử Alessio nha anh em nha. Xem Alessio đi cái gì hợp. Để xem LSCO đi cái gì hợp anh em ơi. Sao may mắn. Chưa biết cái gì hợp với LSCO nữa với cả lõi của nó nữa. Hình như nó vẫn tính cả lõi trong này. Cũng chưa cầm đúng lõi của nó nữa cơ anh em. Chưa cầm đúng lõi của khẩu bazooka dành cho LSCO nữa. Xem Alessio đi như thế nào nhé. Xem là không ổn lắm nhé. Không lên được ấy, yếu xìu. Bazooka bắn lâu dài này. Ok anh em nhá, test đây rồi. À, hẹn gặp lại anh em clip tiếp theo. Siêu người nào, bye bye. Thử thôi nhá anh em nhá, thử nghiệm như vậy thôi. Tạm thời như vậy nhá, hẹn gặp lại anh em clip tiếp theo. Siêu người.